Xin chào các bạn, hôm nay trang sức Em và Tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm nhẫn vàng Tây Tiểu Thư. Em và Tôi trao chọn niềm tin, đồng hành cùng bạn. Nhẫn vàng Tây Tiểu Thư là sự kết hợp của vàng Tây 10K sáng bóng cùng đá CZ với nhiều kích thước, kiểu dáng nữ tính, thiết kế cầu kỳ, toát lên nét sang trọng và kiêu hãnh. Những viên đá như tỏa sáng khiến đôi tay của người dùng cũng trở nên thật đặc biệt. Với mẫu nhẫn này, các chị em có thể dễ dàng lựa chọn những trang phục và phụ kiện phù hợp, giúp thể hiện cá tính và phong cách. Nhẫn vàng Tây Tiểu Thư, giao hàng toàn quốc, bảo hành uy tín. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 951535 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và Tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu. Giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.